Chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2023, giờ là khoảng lúc 9:30 sáng. Đường ta đi là đường bến tàu xuống Vũng Đục các bạn ạ, đường Cẩm Đông đấy. Mình sẽ đi trải nghiệm con đường này từ khu vực này đi xuống, rẽ sát đường ven biển và đi thẳng lên qua khu bãi tắm Bến Do rồi đến tận km 12 chỗ suối khoáng lóng hoa hành cẩm phả các bạn nhá. Và các bạn hãy cùng mình trải nghiệm. Đây đường hoa biển điểm phía cẩm phả là điểm đầu các bạn. Khu vực này người ta vẫn đang xây dựng và bên tay phải đường người ta đang làm hai con đường hai bên cái đường mương dẫn từ trên đường 18 xuống tận phía biển này. Kể từ khi khánh thành 30 tháng 4 năm 2023, 6 làn xe, cho đến nay hôm nay mình mới đi trải nghiệm tiếp con đường này một lần nữa. Đây là khu đô thị Green Dragon của tập đoàn TTP quản lý. Khu đô thị này nằm trên 3 phường: phường Cẩm Bình, phường Cẩm Thành và phường Cẩm Trung. Và trong khu đô thị này có cái bãi tắm gọi là bãi tắm du lịch, bãi Tử Nong, nhưng người ta cũng quen gọi là bãi tắm Bến Do các bạn. Trong cái khu đô thị người ta xây rất nhiều biệt thự dọc bên tay phải thì các bạn đang thấy đây. Nói chung cái khu đô thị này nếu mà xét về mặt kiến trúc và hình thức thì đẹp nhất là phía đầu Cẩm Phả. Và khu đô thị vẫn đang trong quá trình tiếp tục người ta xây dựng. Hầu hết là xây những biệt thự như bên tay phải đường các bạn đã thấy này. Mình đang đi trên đường bằng xe mô tô hay xe gắn máy các bạn, nên là tiếng hơi ồn. Chủ yếu chúng ta đi để ngắm và trải nghiệm xem con đường ven biển này nay có nhiều gì thay đổi không. Đây, đoạn này là trung tâm bãi tắm Bến Do các bạn, bên tay trái đường là bãi tắm Bến Do có hai cái quả núi hình gà chọi đó. Chút chiều dài của cái khu đô thị này người ta đang phân lô xây biệt thự hết. Bên tay phải đường ra đây có cái tòa nhà rất đẹp, tòa nhà trung tâm điều khiển của tập đoàn TTP các bạn đấy, hình vòm theo kiểu lâu đài đấy các bạn, đây trung tâm điều khiển của tập đoàn TTP. Ok,
cái đó đây rẽ bên tay phải đây, đây là phố đi bộ của cái khu đô thị này. Ban đêm là đây thắp đèn hoa chiếu sáng đẹp lắm, và rất nhiều người đi bộ và tập thể dục rồi là thư giãn dọc con đường này. Khu vực này thuộc phường Cẩm Trung các bạn, ta đã đi qua hai khu vực nữa là của phường Cẩm Bình và phường Cẩm Thành rồi, đoạn này là của phường Cẩm Trung nữa. Đây người ta cũng đang xây dựng tòa nhà giáo tướng này. Dưới phía biển bên tay trái là tập trung rất là nhiều cái nhà hàng nổi ở dưới bè này, cả nhà hàng nổi ăn uống dọc ở dưới cái phía biển bãi biển Bến Do này. Đoạn này là đoạn tiếp giáp giữa trường Cẩm Trung và Cẩm Thủy, đi qua cái chỗ cái xe ôm vừa đi ra đó, sang đây ra là phường Cẩm Thủy các bạn. Còn đi một đoạn nữa sẽ đến chợ cá Bến Do. Bên tay trái đường là chợ cá Bến Do các bạn. Đấy, trước cái lối này nó đi sang giờ người ta biết rồi, chuyển lên phía trên đây chợ cá Bến Do. Chợ cá Bến Do là chợ đầu mối của thành phố Cẩm Phả, hoạt động từ lúc 3 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, nhưng đông nhất là cái tầm 3 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng. Ở trước mặt ta người ta phải được là máy xi măng Cẩm Phả đó các bạn. Nhà máy xi măng Cẩm Phả km 6 đấy. Trước đây khu vực này toàn là biển hết, nhưng bây giờ nó thành con đường ven biển đẹp và mặt bằng lấn nó biển hàng cây số này. Sang cái hố 6 này thuộc phường Cẩm Thạch, từ chợ cá rồi xuống thì thuộc phường Cẩm Thủy, còn sang cái máy xi măng Cẩm Phả là lên trên là phường Cẩm Thạch. Phường Cẩm Thạch sẽ đi đến toàn giáp cảng cái hố 6, từ cảng cái hố 6 trở về cái số 13 với số 15 thì thuộc phường phường Quang Hanh. Nói chung ngày xưa ở đây toàn là biển hết, nhưng bây giờ biển cách xa rất nhiều, hàng cây số từ con đường trở ra.
Theo mình thì Vũng Tàu Cẩm Phả này có hai địa điểm đẹp nhất, đó là khu tập đoàn TTP, khu đô thị đó. Thứ hai là khu từ km 6 đến cây số 12 là con đường ven biển nó đi uốn lượn bám trên biển và luồn lách qua rất nhiều các cái dãy núi đá trùng điệp và hùng vĩ đẹp vô cùng. Đẹp nhất là cái toàn tuyến đường bao biển ở Nam Cẩm Phả. Cái này là đường vượt sang cảng km 6 ấy. Cảng than km 6. Và sang đây là sang địa phận phường Quang Hanh các bạn. Như vậy ta lần lượt đi từ phường Cẩm Đông, phường Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch và giờ đang sang phường Quang Hanh. Mình ở Cẩm Phả từ năm 1960 cho đến nay, đến đoạn đường này mình rất là biết, là thuộc nào trước đây nó là biển và tên địa điểm từng khu vực mình vẫn còn nhớ. Và chính vì thế hôm nay mình đi trên cái đường ven biển này mình sẽ có cái đoạn mình sẽ địa điểm mình sẽ nói theo cái tên cũ này thôi, nhiều người đi xa thì các bạn biết. Có thể những người mới còn trẻ thì không biết cái tên đấy, nhưng mà những người lớn tuổi sống ở đây đi xa thì chắc chắn là sẽ nhớ và biết những cái tên đó. Bên tay trái đường rẽ trái là bãi tắm Nương Ngọc, km 6 Cẩm Phả các bạn. Dọc cái cung đường này có hàng trăm dãy núi đá trùng điệp màu xanh về mùa này, mùa thu nhìn rất là đẹp. Núi đá và xen kẽ với cái rừng và biển tạo nên khung cảnh rất là kỳ vĩ. Đoạn này là đến cái gọi là cái cửa động Hang Hanh đấy. Những ai ở Cẩm Phả đã lâu và thì mà từ ngày xưa cái tên hang vẫn gọi là hang Hanh đến ngày nay vẫn gọi là hang Hanh. Và cửa hang Hanh ở đây thế là cái cửa hang Hanh có cái miếu gọi là miếu Bao Cô, và ngày nay người ta xây dựng lên ở chỗ miếu Bao Cô này một cái đền, người ta gọi là đền Ba Cửa. Thực ra chỗ này ngày xưa chính là cửa hang Hanh và miếu Bao Cô. Ngày xưa đi biển là khu vực này là nước sâu nhất và cũng có nhiều cá tôm, dân đi đánh lưới, đi soi và đi câu, người ta đều tập trung đến khu vực này. Đường rộng thẳng tắp, bê tông phẳng lì, chạy xe trên đường tuyệt vời lắm các bạn. Không khí của biển này rất là thoáng mát và trong lành vô cùng. Trên đường bạn thấy rất là nhiều cờ nó cắm dọc tuyến đường bao biển này. Nhân dịp 30 tháng 10 kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Cờ cắm dọc suốt đường, dọc theo đường ven biển suốt từ Cẩm Phả sang Hạ Long, rất là nhiều cờ hoa.
Đây mình đi trên đường nhìn thẳng không nhìn ra là hai bên trong phía núi và tổng ở phía tay trái mình ấy, là có rất nhiều các cái mặt bằng người ta san lấp xong người ta tạo thành cái trang trại trồng cây xanh và rất nhiều những cây ăn quả trông khá đẹp, và có những chỗ người ta tạo thành những cái khu vực để câu cá cũng rất là nên thơ và sinh động, đẹp lắm. Đường ven biển này thường có buổi chiều rất nhiều người đạp xe thể dục thể trên trên đường này, vì hai bên ven đường đều có hành lang cho người ta đạp xe bên trên đường rất là tốt. Cái này biển là khu vực này trước đây gọi là biển Vũng Bầu, bây giờ cũng gọi là Vũng Bầu các bạn. Đây là biển Vũng Bầu đấy, Vũng Bầu rồi đi thẳng tít cái eo núi trước mặt đấy, xa xa đấy trên khu gọi là cái cảng hải quân Vũng Bầu nó nằm trên đó. Bạn thì nhìn thấy trên đường cái giải phân cách giữa hai bên làn đường đấy là đều có cột điện, buổi tối điện chiếu sáng đẹp lắm, sáng dọc cái đường ven biển này từ Cẩm Phả sang Hạ Long, có lẽ về điện chiếu sáng trên đường chỉ có Quảng Ninh mình là nhất. Điện điện đèn ban đêm rất là sáng và đủ. Từ khi có con đường ven biển Hạ Long Cẩm Phả này thì các cái xe đường phía trong đường 18 phía trong là nó cũng giảm tải rất nhiều, và hầu hết các cái người ta chạy theo đường ven biển này vì nó rộng thoáng. Còn lưu ý nữa các bạn là cái đường ven biển này tốc độ chạy tối đa 60 km thôi các bạn. Riêng cái đoạn sang đến cây xăng cột 8 Hạ Long thì chạy 40 km giờ thôi. Các bạn chạy đường này lưu ý nhá, tốc độ hạn chế như vậy. Cái này là ngã ba suối khoáng các bạn. Rẽ trái thì đi ra qua cái hầm trên núi và sang Hạ Long, còn đi ra phải thì vào khu suối khoáng nóng là ra km 12 Quang Hanh. Bây giờ ta sẽ rẽ phải thì vào cái khu suối khoáng nóng các bạn nhé. Chỗ này bây giờ người ta xây dựng cái khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng. Ta đã vào trong khu nghỉ dưỡng các bạn. Tên của dịch vụ suối khoáng nóng ở đây gọi là Joko Onsen Quang Hanh. Đây là một cái toàn bộ khu nghỉ dưỡng này, và cái trực tiếp cái chỗ suối khoáng nóng và Joko Onsen thì được đoạn nữa. Đây, suối khoáng nóng của Joko Onsen đây. Theo phong cách của người Nhật các bạn nha. Đấy. Khu này vào ngày cuối tuần rồi là những cái dịp lễ đông lắm, nhất là mùa thu này, mùa thu và mùa đông thì rất đông khách đến đây. Mình đi giờ là khoảng buổi trưa nên là nó vắng người. Như vậy mình đã đi hết cái khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cho cô Onsen Quang Hanh các bạn nhé. Cái này tôi đưa các bạn đi từ đường Vũng Đục, Cẩm Đông, Bến Tàu, Cẩm Phả
đến Phường Quang Hành. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.